Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến thủy sản thương phẩm của Việt Nam, bạn bè thế giới thường biết đến hai sản phẩm, đó là cá tra và cá ba sa của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng với nông dân Nguyễn Hoàng Vĩnh ở tỉnh Đồng Nai lại đang ấp ủ một ước mơ khác, đó là đưa thương hiệu con cá rô đồng ra thị trường thế giới. Đến xã Tân Hạnh, một vùng ngoại ô thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hỏi nhà ông Nguyễn Hoàng Vĩnh, người được mệnh danh là ông vua của cá rô đồng, ai cũng biết. Sở dĩ ông được gọi là vua vì ông là người tìm tòi và nhân giống thành công giống cá rô đồng tự nhiên với một loài cá rô rất hiếm ở nước ta để cho sinh sản nhân tạo thành ra loài cá rô đầu vuông. Ưu điểm của loài cá rô đầu vuông là lớn rất nhanh với thời gian nuôi từ 4 đến 5 tháng với số lượng cá từ 5 đến 7 con cân được trên mỗi ký. Trong khi đó, cá rô đồng tự nhiên phải từ 15 đến 20 con mới đạt trọng lượng 1 ký. Ông Vĩnh cho biết, kỹ thuật nuôi cá ao đất và cho ăn bằng thức ăn viên thì mỗi hecta ao nuôi cá rô mỗi năm sẽ cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Chính về nhìn nhận về góc độ của con cá rô đầu vuông này thì sự thật ra nó phát triển rất là nhanh. Chúng ta nuôi cái tốc độ tăng trưởng của nó là coi như là khoảng 4 tháng đến 4 tháng rưỡi thì từ 5 đến 7 con trên kg. Do như vậy thì nó mang lại nguồn lợi kinh tế cũng tương đối là cao. Thì theo cái đúc kết kinh nghiệm vừa qua thì một hecta nuôi như vậy nếu mà nó đạt được khoảng 50 tấn trên vụ thì cô bác cũng có cái lợi nhuận kinh tế khoảng trên dưới là coi như là từ 150 đến 200 triệu đồng trên một vụ nuôi như vậy. Hiện nay, ông Vĩnh đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai cấp chứng nhận thương hiệu cá rô đồng đầu vuông Biên Hòa và tiến tới sẽ đăng ký thương hiệu độc quyền cho cá rô này. Tuy nhiên, để sản phẩm cá rô đồng này đi ra được thị trường thế giới thì phải cần có một thương hiệu, một chứng nhận có cơ sở pháp lý, đồng thời có một đơn vị đứng ra làm đầu mối. Chính vì vậy, tháng 6 năm 2010, ông đã đứng ra thành lập Hợp tác xã nuôi cá rô đồng Vĩnh Hưng, cùng với các hộ nông dân trong xã xây dựng một thương hiệu cá rô đặc trưng của Việt Nam để sớm đưa sản phẩm này xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Do những thành công và đóng góp của ông trong nghề nuôi cá, năm 2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tặng ông kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học công nghệ. Đồng thời, ông cũng là người nhiều năm liền được Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Với mô hình nuôi cá rô đồng đầu vuông này, chúng ta hy vọng sẽ mở ra một hướng làm ăn mới hiệu quả cho người nông dân và trong tương lai không xa, giấc mơ đưa cá rô đồng Việt Nam ra thị trường thế giới của nông dân Nguyễn Hoàng Vĩnh sớm trở thành hiện thực.